là mình đây, Thế VL. Cường Linh Nick. Thì hôm nay anh em mình sẽ chế tạo một cái món gọi là một cái gọi là bếp đi. Mình gọi là cái bếp là siêu năng lượng, là mình sẽ hứng năng lượng mặt trời để mà mình đun nóng mọi thứ cho anh em xem ha. Bây giờ mình coi thành phẩm của em nó. Hôm qua mình có chế tạo, mình lắp kép cái khung đế cho em nó. Thì cái bếp này, thành phẩm của mình thì đây. Đây là cái clip về cái sản phẩm để mà mình cho anh em xem ha. Ok anh em, bây giờ mình đầu tiên mình chơi giấy trước đi anh em. Anh em xem nè ha. Đó, để vô là cháy ngay lập tức, cái miếng giấy của mình cháy ngay lập tức nha. Này giấy ăn bình thường, giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy chùi miệng đâu. Chùi đi cầu cá đồ xong này mình chùi này cũng được ha. Rất là nóng à. Hầu như phực lửa ngay lập tức. Ui. Anh em thấy ghê không? Quá kinh khủng khiếp. Cái tấm này á, nó giống như kính lúp vậy nha anh em, mà nhưng kính lúp người ta là một cái, còn cái này là trăm cái, ngàn cái kính lúp vậy đó. Thì nó ghép lại thành cái tấm như thế này. Cái tấm này là mình đặt ở nước ngoài anh em, chứ Việt Nam mình mua cũng khó. Anh em xem kinh khủng à. Thì bây giờ mình chơi tới thứ khác nha anh em xem ha, cái sức mạnh của nó như thế nào. Để cho thử cái gì đó cường. Cái gì đây? Mút hả? Mút thì vô tư luôn. Chắc phải kiếm cái cây gì chứ không là gạt hơi nó cháy lỡ nó cái tay mình nó ấy vô chúng chết luôn á. Đây anh em xem miếng mút nè. Để vô là cháy liền anh em. Em thấy ghê không? Cái này mà có gì kế là biết bao nhiêu độ rồi. Nóng. Anh em thấy kinh không? Anh em thấy ghê chưa? Để vô là cháy liền. Nhưng mà cái tấm này của mình là hiện tại chỉ đốt được mấy cái thứ này thôi, chứ còn chưa đốt được nấu chảy được kim loại, sắt rồi thép rồi nha anh em. Nếu mà anh em muốn xem mà mình đốt nóng chảy kim loại sắt luôn á thì anh em ho luôn rồi. Anh em ủng hộ mình, đăng ký kênh, rồi chia sẻ like này nọ thì mình thấy có động lực mình đầu tư cái miếng bự hơn. Miếng bự hơn nhiều tiền lắm nha anh em. Miếng này thì rẻ hơn. Nhưng mà anh em phải cho mình thấy cái dấu hiệu tích cực. Đây để mình đi bứt cái lá ha. Đây. Đây mình có một cái lá tươi nha anh em. Cái lá tươi này mình sẽ đây mình có một cái lá tươi. Đốt thử coi ha. Đâu rồi? Nó bị lệch rồi. Đó, nó cháy rồi nha anh em. Cháy lủng lỗ dưới này nè. Đó, anh em thấy không? Cái lá tươi mà nó vậy đó anh em. Lá khô thì không biết tới cỡ nào luôn. Rất là kinh khủng, sức mạnh rất là khủng khiếp. Tấm này mà gọi là đi đốt nhà thì số 1 luôn. Mình dẹp cái lá qua bên đi. Chơi thứ khác đi. Ở đây mình có cái chai nè. Cái chai chai nhựa nước ngọt. Nước suối. Rồi mình để vô ở cái chỗ cứng nhất của cái chai. Chỗ cứng nhất cái chai là ngay cái nắp á anh em. Chỗ này cứng nhất ha. Mình coi thử coi nó có gì không. Hình như nó đang chảy ra rồi anh em. Đù. Này cũng cứng á cường. Đó. Đây nè nó chảy hết rồi anh em. Anh em thấy không? Mình chơi thử cái đầu này coi.
Cái đầu này chắc quéo luôn. Quéo rồi quéo. Đó. Đang cháy nha. Ở nó lủng cái lỗ ở dưới. Tại vì ở dưới nó mới ngay cái điểm, ngay cái điểm sáng á. Nó phải ngay cái điểm sáng này nè. Đó. Đó, nó xuyên qua cái lỗ này, nó cháy ở cái điểm này. Còn anh em lại để gần ở trên quá thì cái sức nóng nó không bằng. Ngay cái điểm cái tâm sáng nè anh em. Ngay cái tâm sáng luôn. À. Đó, mình chiếu ở trên này nha. Nhưng mà nó lại chạy ở dưới. Thấy ghê không? Cái chai mình bây giờ nó biến dạng rồi nè anh em. Móp méo một lần rồi nè. Cái này phải có ánh nắng mặt trời chơi mới được nha anh em. Bây giờ cũng hơi tầm 2 giờ mấy 3 giờ anh em. Anh em mà chơi tầm 12 giờ á chắc nắng nóng dữ rồi, nó cháy chắc mạnh lắm anh em. Giờ may nó hơi che nắng rồi, cái điểm này nó mờ đi rồi. Nghĩ sức không phá nó yếu hơn. Đó, nắng lên, nắng lên, nắng lên. Bốc khói nè. Bốc khói vô cái chai luôn nè, cười đẹp filler luôn. Đó, đang bốc khói. Đùn nắng mối kìa, bắt vô nướng luôn. Đó, nè thấy không? Đó, chảy hết. Thấy ghê không? Sức mạnh quá khủng khiếp. Hai con rắn mối dí lộn nhau hả? Đây, nó mát rồi, để mình thay đổi nha. Mình chơi cái chai này hoài cũng chán anh em. Để mình lấy miếng lấy cái dao cạo râu bằng nhựa nè. Ở đây mình có miếng dao cạo râu, cái dao cạo râu bằng nhựa nè. Đây, mình sẽ đốt thử ha. Này. Đó, đợi nắng lên xíu. Đó, để vô cháy lên liền bốc khói liền anh em thấy không? Sức mạnh ghê gớm chưa? Đó. Khét nghẹt luôn rồi. Chảy cái dao cầu râu ra rồi. Quá ghê. Chảy luôn. Rất ghê gớm. Em thấy không? Sức mạnh đáng sợ. Mình sợ việc quẹt cái tay chúng cái là coi như là cái tay mình nó chín luôn. Quá ghê. Rớt miếng này ra luôn. Đó, ghê chưa? Anh em nào mà thấy hứng thú, thấy hay ủng hộ đăng ký kênh, chia sẻ luôn nha anh em. Mình có động lực mình làm nhiều clip hay hơn cho anh em xem ha. Bảo đảm anh em không thất vọng. Những cái như thế này ít người chơi lắm anh em. Hầu như Việt Nam mình chưa có vlogger nào chơi đó. Mình cái tấm này mua Việt Nam khó lắm anh em. Mình phải mua nước ngoài mình đặt. Nhưng mà kinh phí mình chưa tốt lắm nên mình mua cái tấm ở bấy nhiêu thôi. Mình có kinh phí hơn mình mua tấm bự bự chơi bị đã. Đù, khói đen vượt lửa lên luôn hay gì á. Khói đen thui luôn. Kênh. Ngon cái bút bỏi. Quá kinh. À, khói này khói quá. Mình chỏ ra chỗ khác đi. Đó, anh em thấy lửa cháy không? Ghê không? Gì? Dập này đi. Cái này ghê quá. Đây mình sẽ đốt miếng than này cho anh em xem ha. Để mình coi có đốt có được hay không ha. Cái cục than nè anh em. Than này dày quá ta.
làm mỏng mỏng cho nó ngay cái tâm mới được. Mình để ra đây, vị trí này đi. Đó. Anh xem ha. Anh em thấy không? Cục than hầu như nó bắt lửa ngay lập tức. Nó không bắt lửa nhưng mà nó giống như là nó đỏ rực lên được, nó nóng lên á. Thì bây giờ mình nướng thịt được rồi. Anh em thấy thú vị không? Ví dụ như mình bây giờ muốn mình nhúng than á, mình nhúng bằng cái này nè. Anh em ở trong này nhìn nhiều khi không rõ nha. Đây. Đó. Lại thấy rõ không ta? Anh em nhiều nhìn nhiều khi trong cái hình ảnh rồi trong camera anh em thấy không rõ, chứ ở ngoài thấy nó ghê gớm lắm anh em, sức mạnh khủng khiếp lắm. Ở ngoài mình nghe được âm thanh mà rực rực mà than nó cháy anh em. Đó, anh em thấy lửa luôn không? Cái gì? Đó. Ví dụ như mai mốt mình nhúm than á, mình nhúm bằng cái này quá tuyệt vời luôn, mình nướng BBQ làm tiệc nướng hoành tráng luôn anh em. Ví dụ mình ăn mừng bao nhiêu súp được anh em, em ủng hộ mình nha, bảo đảm là sẽ có điều thú vị cho anh em xem đó. À, anh em thấy cục than của mình ghê gớm không? Mình quay tới góc nào là cái giống như là cái góc đó là than nó rực lên luôn. Đó không? Quá ghê. Đó. Em thấy ghê thiệt, sức mạnh. Cục than này là cục than nguội nha anh em, chứ không phải anh em kêu cục than mình làm nóng sẵn rồi mình bỏ vô. Mình không cần làm vậy chi đâu cho anh em, đâu cần làm kiểu đó. Mình đang thử cho anh em coi cái sức mạnh thật sự của miếng này, nên mình làm ai làm chi ba trò rùi đó, gọi là mình đánh giá sai sức mạnh, đúng không? Mình làm thiệt luôn cho anh em coi, nó quá kinh khủng, mình cũng thấy kinh khủng nữa. Ở đây mình chơi tiếp miếng gỗ cho anh em xem ha, coi luôn. Còn miếng gỗ này nó đây nè. Đó, cái miếng cục than này là coi như quay cục than cực. Cục than này nè. Anh em thấy cục than nó cháy đỏ rực lên không? Nè, cái phần này cháy nướng thịt được nè. Đó. Không? Mình mà xoay đều đều là than coi như là ngon lành luôn. Giờ mình chơi thử miếng gỗ ha. Anh em thấy không? Bỏ miếng gỗ vô là lập tức bốc khói. Miếng gỗ này dày nha anh em. Lát mình coi anh em coi miếng gỗ nó dày cỡ nào. Đây nè, anh em thấy miếng gỗ dày không? Bốc khói. Gỗ này, cái loại gỗ này giống như nó cháy, muốn cháy thành than. Đó, nó cháy nguyên cái vùng này luôn rồi nè. Đâu rồi nè, để tới góc nào là cháy góc đó. Không cần suy nghĩ. Quá ghê gớp. Mình thấy sức mạnh này nó kinh khủng khiếp anh em. Mà cái tấm này chưa gọi là VIP nhất anh em. Anh em muốn mình chơi tấm VIP hơn nữa là anh em phải ủng hộ mình. Mình mới biết anh em là hứng thú. Chứ còn anh em là mình không có biết được là anh em thích cái thể loại này. Mình không dám đầu tư. Tại đầu tư cũng tốn kém mà tốn thời gian ship đồ từ nước ngoài về nữa anh em. Mà cái miếng mắc tiền anh em. Đó. Anh em thấy kinh không? Đây nè, cho anh em xem nè. Cường ơi Cường. Lại quay cái miếng gỗ này cụ thể coi. Đây nè. Thấy không? Cái miếng gỗ nó cháy thành than luôn rồi. Quá kinh khủng khiếp. Ừ, có miếng bánh tráng nè. Đây mình nướng thử miếng bánh tráng này cho anh em xem ha. Để trên này coi. Ở trên này là nó xa quá nè. Không phải nó xa, nó gần quá là nó không có đúng ngay cái tâm, là nó không có nóng nha anh em. Mình để gần gần cái tâm sáng này nè. Đó anh em thấy không? Đó.
qua tấm sáng là bốc khói lên nè. Đó. Đó. Nước kiểu này nó lủng miếng bánh tráng à. Chứ nó không gì nó không chín nè. À, nó lủng luôn như chín gì nữa. Đó. Anh em thấy như nóng hơn lửa luôn anh nè. Mình những cái clip sau chắc mình thử mình dùng cái này mình đun sôi nước cho anh em xem ha. Mình nghĩ là với cái nhiệt độ này nước nó sẽ sôi bốc hơi luôn anh em. Rồi để mình đang săn lùng, mình đang kiếm cái nhiệt kế nào mà đo được cái nhiệt độ cao cao anh em, để mình đo thử nhiệt độ chính xác của cái này là bao nhiêu. Chứ mấy nhiệt kế mình có đi mua đi hỏi ngoài mấy tiệm chủ yếu nó bán nhiệt kế để đo nhiệt độ của người được không à, nhiệt độ nóng sốt được không à, nên là tầm ba mấy 40 độ, có chỗ xịn xịn hơn tới 100 độ à, mà cái này hơn 100 độ anh em. Kiếm mấy nhiệt kế đó mình kiếm chưa ra, thì cố gắng kiếm cho anh em xem ha. Rồi anh em thấy không, nắng mây nó che cái mặt trời đi rồi, quay lên mặt trời cơ. Anh em thấy không, cái mặt mây nó che mất tiêu mặt trời nên chỗ này nó đâu có sáng đâu, phải đợi cái đám mây nó qua khỏi. Mà đám mây này hơi bị bự á, đúng không? Trời đằng kia sắp mưa nữa kìa. Đó, mặt trời lên rồi anh em. À, mặt trời bắt đầu lên rồi đó, mặt trời rồi. Mình sẽ thử thôi cái lon nhôm trong bông này nó sẽ có tác dụng gì không anh em, nó có bị xê nhê gì không ha. Đây ha, đó, để vô bốc khói lên liền. Chứ mà chắc không phải cháy nhôm đâu, tấm này chưa đủ trình đâu. Muốn cháy nhôm nhưng mà tấm phải kinh khủng hơn, tấm phải dữ dội hơn. Chứ mà này nó cũng bốc khói, nhắc mà nó cháy lớp sơn á, mình nghĩ là cháy lớp sơn. Cháy lớp sơn. Nếu mà nó cháy được cái lon nhôm này thì thôi khỏi nói luôn. Là nó nóng cỡ nào. Cái lon này nóng sôi, mình cầm dưới này nó cũng nóng sôi. Có mùi trong bô. Bốc mùi lên luôn. Nắng quá. Nóng kinh khủng khiếp. Sức nóng chỉ là một cái tấm kính thôi nha anh em. Rồi mái che nữa rồi. Chưa bao giờ mà mình thích trời nắng như hôm nay. Có nghĩa là nắng càng gay gắt thì sức công phá của này càng ghê anh em. Nó phụ thuộc hai yếu tố ha. Thứ nhất là cái tấm này nó bự. Cái tấm này nó bự là để nó có nhiều, tại vì cái này gồm nhiều cái tấm kính giống như kính lúp ghép lại nha. Nó càng bự thì mình ghép được nhiều cái kính lúp thì cái sức mạnh nó tập trung càng mạnh. Cái thứ hai là nắng càng gay gắt. Thì nếu mà hai cái đó tốt mạnh đó thì nóng chảy cái gì cũng được luôn anh em. Ghê gớm lắm. Cái này có khi nào mấy cái sa mạc á là ở trên trời mấy ông quan đại thần đồ ở trển ông để cái tấm này xuống nên là chiếu xuống cái vùng sa mạc á. Vùng nó mới nắng nóng khô cháy vậy đó. Này cũng đơn giản mà, mấy ông chơi, mấy ông xài tấm nó chển là bị rồi. Rồi cái tấm này nó vậy đó nha anh em. Anh em kiếm cái miếng nào sạch sạch cho mình lấy cái này ra cho anh em xem. Mình không dám cầm tay vô nữa, sợ phỏng anh em. Thôi kệ, chịu dơ xíu mình lấy bằng cái này. Anh em đây. Đây cho. Ồ nóng thiệt. Đây nè. Coi cái vị trí nó đốt nè. Anh em thấy không, nó cháy hết trơn cái lớp sơn luôn. Chứ mà cái này nó chưa có đủ nhiệt độ để mà nó chảy cái nhôm này ra. Nếu mà anh em muốn chảy nhôm này ra thì ngại ngần gì, đăng ký kênh, like để mình đầu tư tấm bự hơn, đúng không? Trời ơi, bánh tráng kìa, để vô cháy vèo vèo luôn. Có miếng khẩu trang này thôi, cho nó xử miếng khẩu trang này nè. Đó, đúng rồi.
Nắng yếu rồi, mây che rồi. Thôi mây che rồi thôi nên chắc mình kết thúc video tại đây nha anh em. Tại trời cũng chắc lát nữa chuyển mưa sao, nhìn thấy mây đen cũng nhiều, che ánh nắng mặt trời. À rồi, vừa rồi thì mình với anh Cường đã thí nghiệm cho anh em xem những cái sức mạnh kinh khủng ghê gớm của cái tấm kính siêu năng lượng, siêu thu hút năng lượng này ha. Thì anh em xem mà thấy hay thì cho mình một cái đăng ký kênh, một cái nút like cũng như là chia sẻ để mình có thêm động lực mình mua cái tấm bự hơn, để mình chơi những cái, mình làm những cái thứ hay ho hơn cho anh em xem ha. Anh em cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Rồi, chào tạm biệt anh em.